Xin chào các bạn. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối tháng 12 vừa qua, Scamabit đã ra mắt Homeland. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cách chơi cơ bản của Homeland. Để chơi Homeland thì các bạn sẽ phải vào Mavic Shop và install, chọn Homeland install, chờ nó cài đặt xong và mình bấm play để khởi động. Game nó hơi nặng cho nên khởi động sẽ hơi lâu một chút. Hiện giờ chỉ có những người có lên mới chơi được nha. Khi mà bạn đang xét thì cứ để xét, không cần phải hành xét, vẫn chơi được bình thường trong giai đoạn này. Dữ liệu khá là nặng đó, nó lốt có vẻ hơi lâu. Đối với những người mà chưa có lan thì chắc phải đợi một thời gian sau nó sẽ có chế độ delegation, thì khi đó chủ đất sẽ ủy quyền cho những người khác có thể chơi trên lan của mình, nhưng mà cái đó là giai đoạn sau chứ không phải bây giờ. Đây là cái giao diện cơ bản của Homeland. Là trước tiên vào setting thì các bạn có thể chọn độ phân giải full screen hay là window, chọn độ phân giải nhạc. Camera control, chỉnh cái view nhìn của mình bằng keyboard hoặc là chuột. Và đây là đổi tên, đây là cái ID và cái địa chỉ ví Ronin của account. Đây là thông tin về cái mảnh đất. Mảnh đất của mình là đất Arctic. Thì Nature Type, chất của nó là Arctic thì nó sẽ được cộng thêm một số cái, như là cái crafting, thời gian crafting nó sẽ giảm 10%. Những cái mà xây dựng và nâng cấp những cái nhà không phải nhà sản xuất cũng giảm 10%. Cái quặng sinh ra, cái mỏ quặng sinh ra thì cái phần trăm nó cũng tăng lên 10%. Ở bên đây Land Property nó sẽ có các chế độ như là Normal và chế độ nông nghiệp, chế độ công nghiệp. Khi bắt đầu thì nó sẽ cho chế độ normal và bạn có thể chuyển đổi nhưng mà chỉ được một lần duy nhất. Đây, select to change land properties only one time, là đổi rồi là không có được đổi lại nữa. Đó, mình thì mình thích công nghiệp cho nên mình chọn cái công nghiệp, chủ yếu là sản xuất kim loại và các loại thiết bị như là vũ khí, áo giáp, phụ kiện, để nó giảm cái thời gian sản xuất xuống. Và cái nhưng mà những cái nông nghiệp và những cái sản phẩm nông nghiệp thì nó lại bị tăng thời gian lên. Đó, tùy mỗi người. Đây là những cái ai mà có nhiều plot thì mình sẽ có thể vô đây để mà quản lý. Và đây, đây là cái camera mình chụp lại screenshot. Đó, bấm vào đây thì nó sẽ save screenshot lại cho mình. Hạng trên cùng là cái tài nguyên cơ bản như là tiền vàng, gỗ, đá. Những cái tài nguyên khác thì nó sẽ không show ra trên đây. Đây là cái nhà chính của mình. Nhà chính là cái nhà quan trọng nhất. Khi mà mới vô nó sẽ cho mình một vài cái nhà cơ bản như là nhà chính hoặc là cái post portal, nhà để mà chứa những nơi những vật dụng mua bán trao đổi. Khi click vào nhà chính thì nó sẽ hiện ra cái vòng tròn, nó sẽ có bốn cái. Đây là cái chữ Y, là cái thông tin, thông tin level, là những đặc điểm của cái nhà đó. Nhà này mình đã chơi đến level 6. Khi nhà chính vô đó thì mình sẽ có những hạng mục nghiên cứu. Khi mình nghiên cứu xong thì mình mới ra ngoài mình nâng cấp nhà được. Đó, thí dụ như là cái ruộng thì mình vô đây nghiên cứu, như cái mục này là nó sẽ tăng lên cái level lên 1. Khi mình nghiên cứu xong cái này thì mình mới ra mình update được cái ruộng của mình lên level tương ứng. Đây là cái destruct, là cái phá hủy nhà.
thì mình thấy không cần nữa thì mình phá hủy. Nhà chính thì mình không hủy được, nhưng mà mấy nhà khác thì mình hủy bình thường. Đây là cái mục nâng cấp, bấm vô đây. Khi mà mình thỏa mãn điều kiện, có một số nhà như nhà chính thì có một số nhà đợi tương ứng mà có đủ tài nguyên thì mình sẽ nâng cấp được. Đây là cái map của mình. Để mà thu gọn thì mình bấm vô cái mũi tên này, hoặc là bấm phím tắt là chữ M cũng được. Đó, đây là cái tọa độ của mình. Và đây là một số menu bấm cái mũi tên này. Các bạn có thể chọn hoặc là bấm cái phím tắt AC. Mới vô thì mình chỉ có hai IC thôi nha, và những IC này là những IC không phải là NFT. Khi mà những IC mà nó có cái dấu đỏ đỏ này có nghĩa là nó đã dừng làm việc do cái kho chứa nó ra đầy. Mình bấm vô đây và bấm cái này để mình hủy cái trạng thái làm việc của nó. Kho chứa đầy rồi. Để tí nữa mình dục bếp rồi cho nó sản xuất lại demo. Rồi, ngoài cái nhà chính ra thì có một cái nhà rất quan trọng và cần phải ưu tiên nâng cấp là cái nhà này. Đâu rồi, cái hem hút nhà này để tăng cái số lượng IC cho mình. Cái ưu tiên ban đầu của mình là phải nâng cấp nhà chính càng nhanh càng tốt, và cái thứ hai là phải nâng cấp cái hem hút, xây càng nhiều và lên level càng nhanh càng tốt để mình có thêm IC để mà làm việc. Mới vô thì nó chỉ cho hai con IC thôi, thì khi mà lên đời tăng nhà level nhà chính và xây thêm nhà hem hút, như mình lên đến level 6 thì nó sẽ có tới tầm 13, level 5 là đã có tầm 13 con IC rồi. Và cái nhà mà mình được cho sẵn thứ hai là cái nhà post photo. Đây là cái nhà để mà chứa những cái nơi đặt hàng. Mình khi mà mình mua hàng, nó sẽ khi mà mua về thì nó sẽ nằm trong đây. Và khi chuyển hàng giữa các plot, khi mà có nhiều plot chuyển hàng giữa các plot thì nó cũng nằm trong đây. Đây là một số cái mình đã mua. Mua thì nó chỉ nằm trong đây thôi, thì khi mà bấm claim á thì sẽ có con nó chạy vô nó lấy. Xong rồi. Nguyên liệu thì nó mới chạy vô lấy, nó bỏ vào kho chứa. Như cái này cái này thì nó sẽ lấy, nó bỏ vào tô. Cái này thịt trứng không phải, cà rốt, mỡ. Mỡ làm nguyên liệu à. Như cái này thì cái nguyên liệu nó mới lấy và nó đem đi chứa. Đó, có con nó chạy vô cái nhà này, con này còn tuyết tím nè. Anh Tắc Kiên. Nó chạy vô lấy, nó đem vào cái nhà để chứa sản phẩm chăn nuôi. Cái khu này là khu sản xuất nông nghiệp của mình. Nó sẽ có cái ruộng. Ruộng đời đầu á thì mình chỉ sản xuất được lúa mì với lại bắp thôi. Khi mà nâng cấp lên như cái ruộng level 4 này á thì nó sẽ sản xuất ra được nhiều cái nữa. Nhiều cái nông sản hơn. Khi nông sản sản xuất ra thì mình sẽ có cái gọi là Cattle Kitchen vô đây để sản xuất đồ ăn. Đồ ăn thức uống. Mới kitchen level 1 á thì nó sẽ có 3 slot thôi. Khi mà nâng cấp lên thì nó sẽ unlock những cái công thức mới và thêm slot cho mình. Như level 4 thì cái cơm chiên thì cần có ví dụ gạo, 3 mỡ với lại 3 trứng với lại một thịt. Bấm vô rác. Thời gian sản xuất của nó sẽ là 12 phút. Thank you.
À, khi mà mình bấm sản xuất á thì con IC nó sẽ đi vô những kho chứa, nó lấy cái nguyên liệu tương ứng để nó vô đây nó sản xuất, cho nên những cái mình phải bố trí nhà sao cho nó hợp lý để giảm cái quãng đường di chuyển của nó. Những cái nông sản sau khi chứa xong á là nó sẽ chứa trong những cái nhà này ra stream. À, cái nhà này là cái giới hạn chứa của nó là 150. Này đang level 2. Và cái nhà này là nhà sản xuất thức ăn cho gia súc. Đây, Ren Rider, nhà sản xuất thức ăn cho gia súc. Rồi đi. Như level 1 là sản xuất thức ăn cho gà thì cần 5 bắp. Level 2 là thức ăn heo, thức ăn bò, thức ăn cừu. Nó sẽ cần nguyên liệu tương ứng. Khi sản xuất xong á thì nó sẽ chứa trong những cái nhà chứa thức ăn cho gia súc, là những cái nhà Golden Rain. Cho nên mình phải đặt cạnh nó luôn để nó ra sản xuất xong ra lấy nó chuyển vào nhà kho chứa luôn. Và cái nhà này là sản xuất đồ ăn từ động vật, như là sản xuất những cái thành phẩm từ động vật, như là thịt cá, trứng, sữa, da bò. Và những cái này sẽ trở thành nguyên liệu để mà sản xuất food, sản xuất đồ ăn và sản xuất vũ khí. Cái này sản xuất xong á thì nó sẽ đem vô đây nó chứa, là cái nhà Hunter Hot. Đây, cái nhà này đây, Hunter Hot đang level 2. Để mà zoom in zoom out á thì các bạn cứ lăn chuột lên hoặc lăn chuột xuống đó, dùng cái bánh xe lăn. Tất cả những cái nhà sản xuất các bạn có thể vô trong đây coi. Storage Content, đây là sức chứa của nhà chính. Nhà chính thì nó có thể chứa thêm gỗ với lại thêm đá. Đây là nhà chứa gỗ, nhà chứa đá, nhà chứa nông sản. Đây là những thứ sản phẩm từ động vật. Nhà chứa thức ăn, khi mà chứa hết á, thì nó sẽ ngừng, nó không sản xuất nữa. Khi mà đạt tới sức chứa tối đa thì nó sẽ ngừng, nó không sản xuất. Đây là nhà chứa quặng, kim loại, than và đá quý. Đây, đó là cái nhà này. Các bạn có thể bấm chữ V hoặc là click trên đây. Sản xuất những cái nông sản đời thấp thì không cần về, nhưng mà khi mà sản xuất những cái nông sản đời cao như là level 3, level 4 này thì mình cần phải có thêm cái Codex. Codex thì mình có cái nhà này để sản xuất. Đây, sản xuất sắt cao, nhà cao kim sản xuất sắt cao. Nhà level 1 là sản xuất sắt cao, level 2 thì sản xuất sắt cao và Codex. Trước Codex bên cạnh nhà này mình nên đặt cái nhà gỗ, tại vì sản xuất thì nó cần gỗ mà. Và sau khi những cái sản phẩm này sau khi sản xuất ra nó sẽ chứa vào cái nhà này, Cold Cash. Đó là cái nhà này nè, mình đặt bên cạnh luôn. Và sau khi sản xuất ra ra than thì nó còn về công nghiệp nó sẽ còn sản xuất ra kim loại nữa. Đây là cái nhà Foxer Furnace. Đó, sản xuất những cái copper ingot, iron ingot, bronze ingot, steel ingot và silver ingot. Những cái này thì cần cái quặng tương ứng và cần cái Codex nữa. Những cái kim loại sản xuất ra thì nó sẽ chứa trong cái nhà Iron Inventory.
Và hai cái nhà này là nhà sản xuất Protector Plus, nhà sản xuất áo giáp. Và cái này Hammer Hood là sản xuất vũ khí. Đây, mình bấm vào đây để sản xuất. Cái này là mình đã có làm sẵn rồi, sản xuất rồi. Ok, để sản xuất cái mới á, thì mình chọn cái tương ứng. Nó sẽ cần có nguyên liệu như thế này: 5 cái iron ingot và 10 cái gỗ. Và sản xuất mất 9 phút 45 giây. Mình chuyển sang chế độ công nghiệp, nó sẽ trừ 10%, là trừ 1 phút 57 giây. Đó, bấm drag vô thì có con IC nó sẽ đi thu thập cái nguyên liệu trước và nó sẽ chạy lại đây, nó sản xuất. Này, con này đây, con màu vàng, nó sẽ chạy đi lấy gỗ và chạy đi lấy cái ingot để vào đây nó sản xuất. Đây, phóng lớn lên cho các bạn xem. Cái nhà này là nhà chứa quặng nha. Chứa quặng là chứa những quặng sắt hay là quặng đồng kim loại, rồi quặng đá quý, tất bần tật nó chứa trong đây. Minermax. Đây cái nhà bạn. Đồng, sắt, vàng, bạc, rồi kim cương. Khi mà lên level 4, level 5 thì sẽ có được cái nhà sản xuất đá quý. Từ các quặng đá quý mình sẽ sản xuất ra cục đá quý để sản xuất phụ kiện. Đây là cái nhà Polisher Precision. Và cái nhà này là nhà sản xuất phụ kiện. Phụ kiện là level 1 là nhẫn. Để sản xuất được cái nhẫn này thì mình phải có một cái nhẫn trơn và một cái cục kim cương. Đây, cái nhẫn trơn mình đã sản xuất sẵn rồi đây. Lem. Đó, và bây giờ sản xuất kim cương. Đó. Thì sẽ nó sẽ mất màu đỏ. Đây là cái tỷ lệ mà ra đồ thông thường, đồ quý hiếm, đồ cực phẩm hay là sử thi. Level càng cao thì tính năng của nó càng cao. Cái nhà Gavisen là cái nhà chứa đá quý đã gia công, là cái nhà này đây, chứa những cục đá quý đã gia công từ quặng. Mình phải bố trí làm sao cho nó giảm cái quãng đường di chuyển để sản xuất lại thì mình sẽ sản xuất được nhanh hơn. Trên cái đất của mình thì chỉ có hai loại tài nguyên cơ bản là gỗ và đá. Khi click vào gỗ, bấm vào chữ Y nó sẽ có thông tin như là duration. Đâu rồi? Duration 30 giây. Cycle là 3. Này là phần trăm nó sinh ra phần trăm mà mình kiếm được. Đó, bấm vô Gather thì nó sẽ chạy lại, nó khai thác. Mình nên để những cái nhà gỗ, nhà đá, nhà chứa nó gần gần đó. Hoặc là có thể click phải chuột trực tiếp vô. Nó sẽ chạy lại đó, nó khai thác. Khi khai thác hết thì sau một thời gian nó sẽ sản sinh lại. Nhưng mà nhu cầu cao quá mà đất mình không có thì một là mình phải chạy ra ngoài mình khai thác, hai là mình phải đi mua. Để đi ra ngoài thì các bạn bấm số 2. Nhìn toàn thể bản đồ. Trong đất của mình thì dưới cây với gỗ thôi, để kiếm những cái kim loại khác thì mình phải đi qua những mảnh đất của người khác. Đây, ví dụ như đây là cái metal mine, là quặng kim loại. Ở đây thì nó sẽ có 10% là mình lấy được
cái này 10% là lấy được sắt và 95% là lấy được quặng đồng. Sai còn là ba, là cứ đi qua đi lại ba lần là nó hết, là mỗi lần là sẽ có ba cái sắt hoặc là ba cái đồng, tỷ lệ là 10 sắt và 95 đồng. Rồi để coi cái nào đây, cái đen đen này là cái kim loại quý, là vàng với lại bạc. Và có một cái mỏ, lại mỏ nữa là mỏ gemstone, mỏ đá quý. Đâu rồi? Đây đây đây, mỏ đá quý nó sẽ có hình dạng như thế này. Level của mỏ càng cao thì số lượng nó càng nhiều và lượng mình lấy mỗi lần nó là sẽ càng lớn. Mình ở gần cái đất, mình ở gần gần cái điểm hồng hồng á, là cái địa sụt chung ở đây có cái rừng cây khai thác rất là tiện. Nhiều lúc nhu cầu cao quá chắc gỗ ở đất của mình đất băng cực tiếp mà, cho nên cây gỗ nó không có nhiều, không có phong phú, phải chạy ra ngoài. Chà, để về lại nhà mình thì mình các bạn bấm phím 1 nó sẽ zoom vô lại nhà mình. À nãy quên giới thiệu, biết cái giới thiệu chưa ta? Cái nhà trên cùng này, cái biểu tượng nhà mà có ba mũi tên này là để di chuyển nhà. Mình bấm vô và mình chọn chỗ nào đó mà nó màu đỏ là mình đã không được, khi mà nó hiện lên màu đen hết thì mình click vô thì nó sẽ chuyển nhà lại chỗ đó. Cái Soret thì nãy giờ các bạn đã biết rồi, bây giờ đến một số cái khác. Đây là Adventurer Trading. Đây là những NPC non character player. À, non player character. Sau khoảng thời gian 15, từ 15 đến 30 phút thì nó sẽ sinh ra một Adventurer. Cái này là tùy level của mình. Mình sẽ bán đồ cho Adventurer để lấy tiền. Và Adventurer mà được trang bị đồ mạnh. Đây, thí dụ như cái comment, cái chỉ số của nó sẽ được cộng như đây. Nhưng mà cái uncommon thì nó sẽ cao hơn. Cái epic thì nó lại càng chỉ số càng tốt hơn nữa. Sau khi mà ấy đường này mình sẽ có được bán được như đây là được 236 vàng. Cái NPC nào được trang bị càng nhiều á thì mình vô cái Taxi Adventurer này để coi, thì sẽ leo lên được càng cao, sẽ đánh quái càng nhiều, sẽ leo lên floor càng cao nha. Đây là cái Battle Lock này, nó tự đánh cho mình, không phải bấm hết trơn á. Đây là những cái mà mình đã release rồi. Con còn là lên được tới level 61 luôn. À, cái floor 61 luôn. Mình release rất là nhiều rồi. Trang bị đồ càng mạnh, cái Adventurer, Adventurer level càng cao thì đánh quái càng tốt và mình được điểm càng nhiều. Điểm để coi điểm mình vô cái điểm tổng của mình vô cái leaderboard. Đây là Taxi Adventure. Đó, mình đang xếp thứ 64. Hồi trước mà chơi liên tục là vô top 20 luôn, nhưng mà nghỉ mấy ngày cái 4-5 ngày cái là tục. Nó sẽ có hai bảng điểm, một bảng điểm là của Taxi Adventure và một bảng điểm là Land Development. Cái này hồi trước mình cũng top 50 mà bây giờ mấy ngày là nó lại tụt xuống 120 rồi. Này là điểm tổng. Điểm tổng nó sẽ gồm có những điểm như là thu thập tài nguyên, sản xuất và ráp đồ. Cuối mỗi mùa thì sẽ tổng kết điểm và xếp hạng. Và được thưởng phần thưởng là ASS.
Nhưng mà cái đó chắc mùa vô mùa chính thức chứ bây giờ chắc được huy hiệu thôi. Đây bếp đây là chế những đồ mình đã sản xuất ra để mình có thể dùng để bán cho các adventurer NPC hoặc là bán cho những người chơi khác. Đây, Auction House là cái nhà để mà mình đi bán cho những người khác, những người chơi. Bán hoặc mua. Đây, buy là mua. Mình thiếu là mình sản xuất không kịp thì mình sẽ mua. Nhiều khi mình đi chơi một hai ngày gì đó, sản xuất không kịp để mà trang bị cho Adventurer thì mình sẽ mua ở đây. Mua để trang bị cho Adventurer để nó đi đánh quái điểm nó cao. Click vô thì sẽ có nhiều người bán. Ở càng gần mình á, thì cái ETA Estimate Time Arrival này nó càng càng nhỏ thì mình sẽ nhận được càng nhanh. Đây đây là một bán. Đây, mình click vô đây. Chọn cái cần bán. Ví dụ như cái Codex này. Chọn giá bán. Ví dụ như là 2 đồng. Và số lượng trăm đi bán thì nó sẽ thu phí 20 đồng vàng, là mình bán được hay không gì cũng mất phí hết trơn á. Thời gian list ở đây của mình là 2 ngày, sau 2 ngày thì nó sẽ hết hạn và nó sẽ trở về mà mình mất mất 20 đồng phí. Đây là phần lịch sử mua bán. Resource transferring, nếu mà mình có nhiều plot thì mình dùng cái này để chuyển tài nguyên qua lại giữa các plot của mình. Này mình chỉ có một plot thôi nên chưa thử bao giờ cũng chưa biết luôn. Post order, sau khi mình mua đồ rồi thì nó sẽ nằm ở trong đây. Bấm vào đây để chạy lại nhận. Thành phát kim sẽ có con ngay si nó chạy lại nó thành phát và nó đem vô cái nhà chứa tương ứng. Đó là đối với nguyên liệu thôi, chứ còn đối với thành phẩm á, thì mình chỉ cần bấm cái là nó đem luôn, nó vô túi chứa đồ của mình luôn. Đây, nó đem luôn. Đến the box, mailbox. Lâu lâu thì có những cái phần thưởng mình vô đây để mình claim. Và đây là những cái nhiệm vụ hàng ngày và hàng tuần, khi mà mình hoàn thành thì mình sẽ nhận được được vàng và các loại nguyên liệu tương ứng. Mấy này cũng dễ làm chứ cũng không khó lắm. Đây là phần thưởng cho các level. Và làm sao để bán được đồ cho Adventurer khi mà muốn bán ngay từ khi mới chơi á, các bạn phải xây 2 cái nhà này. Nhà Consumer Corner là để bán food, potion, sale. Và cái nhà Survivor Shop là để bán vũ khí, weapon, armor với lại accessory cho các NPC. Phải có 2 nhà này đó thì mấy cái này nó Adventurer nó mới hiện ra nha, và mình mới có thể bán đồ. AC số 12 trên 13 các bạn có thể nhìn ở đây đấy. Ví dụ như số đằng sau số 13 này là số IC tổng và số 12 này là số lượng IC nó đang ngồi chơi, nó đang idle, nó không làm việc á. Rồi,
Trên đây là những cái thông tin cơ bản, cách chơi cơ bản của Homeland. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn.